và ngắm máy bay xuống. Bỏ đá vô nhà cả nhà. Đó, chiếc máy bay đang bay xuống rồi cả nhà. Máy bay đang hạ cánh đó. Đây, đá này tí nữa em hạ cánh xuống đó. Máy bay hạ cánh đó. Đó, trời đẹp không? Wow. Wow. Cái gì ra lấy đá. Ủa, nó còn sống. Rồi cục đá nha cả nhà. Đó, cục đá giờ em bỏ vô ly cà phê. Bỏ vô ly cà phê nha. Bỏ vô ly cà phê. Đó. Wow, đã. Bỏ ghế kia đây. Rồi, làm ly cà phê. Đá nha cả nhà, uống. Đẹp không cả nhà? Cà phê nha. Đó, mời cả nhà uống cà phê. Đang cắm máy bay. Rồi, mời cả nhà uống cà phê. Chiêm ngưỡng máy bay. Cà phê đá. Tí nữa ngắm máy bay, nấu đồ ăn nữa cả nhà. Đó, chảo để sẵn rồi. Trứng nha cả nhà. Bánh mì, nho, nho, đi xuống nữa cả nhà, đó, có câu cà nha mấy ơi, cà nữa cả nhà, đó mới bay kìa, mới bay kìa, mới bay rồi đó. Thịt muối nè cả nhà, bacon, thịt muối, tí nữa áp chảo. Trưa thì ăn bò bít tết. Trưa thì ăn bò bít tết nha cả nhà. Tại em ở đây đến chiều, chiều với về ngắm máy bay đến chiều luôn. Đó, chơi cả ngày. Thịt muối, bò bít tết, nho, bánh mì, trứng, cà chua, bi. Nước bí đao. Nước suối. Cà phê này mới uống rồi. Này làm đổ hết nửa ly rồi cả nhà. Đó máy bay xuống rồi à. Chim ngưỡng máy bay nữa kìa. Đó cả nhà. Nhà thấy máy bay chưa? Quá. Đó, cho cà phê, uống cà phê mà.
đẹp. Buổi sáng hôm nay nắng quá trời, đẹp quá cả nhà ơi. Wow, buổi sáng trời nắng đẹp. Giờ em bật lò lên, em bỏ mấy cái này vô đi, trứng lên, trứng với bacon. Sáng làm hai trái trứng quá tuyệt vời. Lửa lên. Đúng rồi. Còn quên mang cái dầu rồi. Mang dầu sao làm trứng ra. Thôi, cái này nó chảo không dính mà. Đang bật lửa nha cả nhà. Đó, đang bật lửa. Không uống chứ trứng. Mà thứ này bật lửa đập vô thôi. Đập vô ăn hai chế thôi. Lay xuống được nha. Trứng nha cả nhà. Cho trứng. Nó bay xuống nữa cả nhà. Quá tuyệt vời. Vừa ăn trứng vừa ngắm máy bay hạ cánh, chiêm ngưỡng những gì chiếc máy bay, các loại máy bay ở đây nó hạ cánh Hồng Kông rồi Singapore, Thái, máy bay Anh, máy bay Mỹ rồi tùm lum máy bay đó hạ cánh xuống cả nhà. Quên mang tương ớt nữa, cái cành dừa xì dầu tùm lum hết cả nhà. Thôi để tạm thời để lần sau tới chiêm ngưỡng máy bay tiếp, ngắm máy bay hạ cánh tiếp. Bây giờ thôi, đây là khui bánh mì ăn ra cả nhà. Bánh mì ăn út ăn
cả nhà. Gió, hôm nay gió. Tắt lửa luôn rồi. Chờ máy bay hạ cánh xuống rồi ăn vừa ngắm máy bay được á. Xuống rồi nha, đó máy bay xuống đó, rồi máy bay rồi đó, máy bay đó cả nhà, đó máy bay đó, quá tuyệt vời không máy bay. Bánh mì trứng nha cả nhà. Thôi ăn lạc chút cả nha. Máy bay xuống tiếp. Mới mấy phút rồi máy bay xuống à. Chạy rồi. Máy bay anh. Trứng này kìa nha. Gà cắp da luôn à. Trứng đây. Giờ là 8:40 sáng. Quên mang dầu nhưng mà chạo này chạo không dính cũng đỡ.
ông dính. Ừ, quá. Nó không dính, nó không dính vậy hình trời nè. Vậy em chui lấy giấy chui. Hôm em làm mấy cái bịch cơm ngồi thịt muối. Máy bay xuống nữa cả nhà. Đó, máy bay xuống nữa. Quá trời đã luôn. Làm thịt thịt muối ăn với bánh mì tiếp. Có đôi đũa nha cả nhà, đi đâu cũng có cầm đôi đũa đi theo ha. Nó có này phải có đôi đũa đó. Chiếc máy bay xuống rồi cả nhà. Mì lon, mì lon nha cả nhà, mì kim chi, mì gà kim chi. Làm bacon. Bacon nha cả nhà. Đó, 3 miếng thôi. Làm nữa. Làm 3 miếng ăn xong rồi làm tiếp. Đây chuẩn bị xuống tiếp cả nhà ơi. Máy bay chuẩn bị xuống tiếp nha ơi. À, máy bay xuống nè. Máy bay xuống rồi. Đó, máy bay xuống đó cả nhà. Ngon quá cả nhà ơi. Bên kia là đường xe, đường xe chạy. Bên kia là sân sân bay. Bên đây thì một cái công viên nhỏ để ngồi chơi và ăn picnic. À, em nướng picnic đây. Rồi, máy bay chuẩn bị xuống nữa. Em chở cái này xuống là máy bay xuống vừa.
đây xuống cả nhà. Ở đây là đồ ăn. Rồi bên đây cũng sắp chưa chín rồi. Quá ngon. Hơi có gió chút nhưng mà gió này nó có cái này che cũng đỡ. Rồi giờ em tắt lửa, nó chín rồi. Bên kia mẹ ba cha con đang chơi, cũng ngắm máy bay. Xung quanh này cũng có vài người, bên kia cũng có ba hai người, mấy người đang ngồi tắm nắng. Em vừa tắm nắng vừa ngắm máy bay và vừa ăn sáng. Tắm nắng buổi sáng tốt lắm cả nhà, nắng sáng mà. Đó, máy bay cũng chuẩn bị đang xuống nữa. Tắm nắng sáng tốt cho sức khỏe. Rồi, em bỏ cái mì nữa cho nha. Bỏ cái thịt, thịt muối này vô. Rồi, rồi bữa nay ăn luôn. Bỏ 3 miếng vô luôn kìa. Ăn cho nó đã. Cái này có tương ớt và tương cà chua vô ăn ngon á. Nhưng mà quên mang. Rồi.